một nơi núi non trùng điệp giữa mây trời của Cao Bằng. Và các bạn có biết không, những người phụ nữ ở nơi đây rất đặc biệt. Họ đặc biệt như thế nào nhỉ? Hãy thử tưởng tượng các công việc của những người đàn ông, những người phụ nữ cũng có thể làm được. Chị ơi, chị cưa cái ống tre này để làm gì thế hả chị? Để làm quê hương ạ. À, quê hương. Một ngày thì chị có phải cưa nhiều khúc tre như thế này không? Cưa tầm 3 khúc, nhưng mà còn trẻ ra hết nữa. Sao công việc này không để cho những người đàn ông làm mà chị lại làm như thế này? Các anh còn có nhiều vài việc nặng hơn ạ. Các anh còn làm những việc nặng hơn đấy ạ? À? Đây là việc của phụ nữ làm ấy, nhẹ nhàng mà. Rồi chị ơi, thế ngày hôm nay làm nhiều thế thì chị để em làm giúp chị nhá. Rồi, đó, bây giờ mình sẽ chẻ như thế nào? Chị lôi cái này ra. Lôi cái này ra. Được rồi, được. Rồi. Được. Em mới cưa được có 2 khúc thôi mà em mỏi tay quá chị ạ. Em nghĩ là phụ nữ ở đây mà cứ làm cái công việc này thôi là cũng khỏi phải đi tập thể hình đấy nhờ chị. Rồi nào, nốt khúc này rồi mình về. Người ta vẫn nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nhưng đối với những người phụ nữ vùng cao thì họ có thể làm được tất cả. Chị ơi, để chẻ hết được cái chỗ tre này ra thành những cái que nhỏ như thế này là cũng mất thời gian phết đấy nhỉ chị nhỉ? Làm quen rồi cũng thấy dễ thôi. À, có bao giờ khi nào mà chẻ bị đứt tay không chị? Nếu mà cái cây này bị khô quá thì cũng sợ ấy. Chị ơi, ngoài công việc làm hương này ra thì chị còn làm những công việc gì khác không hả chị? Còn nhiều việc lắm, làm hương rồi còn làm những nuôi trâu bò rồi còn đi lấy củi hàng ngày ấy. Đi lấy củi, lấy cỏ. Có bao giờ mà chị cảm thấy là mình không đủ thời gian để làm hết tất cả những công việc này không? Mình có sức khỏe cứ làm mãi mà. Này, nhưng mà làm cách nào để mà có được cái sức khỏe như là những người dân ở đây vậy chị? Em thấy là như chị là rất là khỏe, ở thành phố là hiếm người được như thế này lắm. Cứ yêu lao động thôi. Hàng ngày làm như thế mình sẽ có sức khỏe. À. Tôi không phải là một người khéo tay lắm, chính vì thế tôi sẽ đi giúp các chị cuốn những cái thẻ hương này. Còn công đoạn này thì chắc là chị lại làm một mình tiếp nhá. Chị ơi, cái công việc này thì có đòi hỏi sự khéo léo không chị? Có chứ, thứ nhất tay mình phải xoay nên này, thứ hai thì xoay thành que hương phải tròn. Nếu như mà không tròn thì lúc mà mình đốt là nó sẽ bị lạnh cái que hương đúng không ạ? Vâng. Chị có thể để cho em làm thử được không? Được mà. Tức là mình chậm tay một tí là những cái nén hương này nó dính bột vào với nhau là nó làm không được đúng không hả chị? Vâng. Rồi. Vừa xoay vừa lấy bột lên. Nhưng mà hai tay xoay này rồi làm gì còn tay mà lấy bột nữa? Có mà đơ. Để chị làm. Cái này em không quen tay chị ạ. Bụi quá. Thế, làm hương bụi mà. Công việc làm hương nhìn đơn giản vậy mà không phải thế. Một phần rắn giỏi, một phần dẻo dai, thêm cả sự khéo léo, cẩn thận tỉ mỉ dồn vào từng nén hương. Đó là vẻ đẹp riêng của những người phụ nữ Nùng.